cái nồi nước lèo của chị phải nói là quá khủng. Nồi này phải tầm 100 lít các bạn. Tô này là bao nhiêu đi chị? Dạ tô này 30. 30 ngàn. Đây. Nhìn tô cuốn diêu rất là hấp dẫn luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi để thưởng thức luôn nha. Tự đứng đây quay thì rất là thèm rồi. Ở đây có cả mì gói này hay chị? Mì gói. Tô này là bao nhiêu tiền đấy chị? Hai gói vậy 35 ngàn. 35 ngàn. Mì đó hai gói. Còn hai bát mì. Đúng rồi. Ồ nhìn chất lượng quá. Thơm này các bạn, cái nước lèo đây rất là thơm nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt trên đường Hòa Bình, quận Tân Phú nha các bạn. Bây giờ đang là gần 5 giờ chiều ở Sài Gòn các bạn ơi. Hôm nay mình đang đi ngang đây thì mình phát hiện ra một cái xe bún riêu rất là đông khách các bạn ạ. Và nhìn cũng rất là hấp dẫn nữa. Nên là mình quyết định ghé vào cùng với các bạn thưởng thức xem là hương vị bún riêu ở đây như thế nào các bạn. Thực sự mới nhìn qua cái xe bún riêu thôi mình đã thấy ấn tượng rồi. Xin chào bạn Diễm nha. Xin chào cả nhà nha. Mình nhớ được cho là có nghĩa là khu vực quận Tân Phú này hình như là mình cũng chưa có quay giới thiệu cái quán bún riêu nào cả. Mà mình đi ngang đây thì mình thấy là một cái xe bún riêu, cảm giác là xe bình dân thôi nha, nhưng mà cực kỳ đông khách luôn, dù mới buổi chiều thôi. Nên là mình nghĩ là hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn để những ai mà ở khu vực Tân Phú hoặc là lân cận ấy, mà muốn ăn bún riêu thì có thể đến đây thử xem thế nào nha. Bây giờ mình đi vào bên trong để mình khám phá nha bạn. Đây các bạn thấy xe bún riêu này. Đó. Mình đang đi ngang thì mình bị ấn tượng với cái tủ đồ của xe bún riêu các bạn ạ. Nhìn rất là hấp dẫn và đông khách nữa. Trong này có giò heo và thịt, rồi chả, rồi các loại rau. Em chào chị. Dạ. Ôi cái nồi bún riêu to quá chị. Đây là cái nồi bún riêu to nhất mà mình từng đi review luôn đấy. Rất là bất ngờ luôn. Mà bán từ lúc nó còn đầy vậy quá. Đúng rồi, bán từ lúc còn đầy, bây giờ vơi vơi một khúc rồi các bạn ạ. Quán nhà mình là bán từ mấy giờ vậy chị? Dạ 12 rưỡi ạ. 12 rưỡi trưa là bán rồi. Dạ. Ồ nên là bây giờ nước lèo nó cũng vơi một chút rồi chị ha. Dạ dạ. Rồi. 12 giờ rưỡi thì xác nhận là ngay lúc mà mới đem ra chắc là nước nó đầy tới đây nè các bạn ạ. Đây. Rồi cái nồi to quá các bạn ạ. Trong này có đậu hũ này, mình rất là thích đậu hũ luôn các bạn. Dạ. Trong này có rau muống trẻ này, rồi giá, rồi các loại rau thơm. Trên này là cái giò heo và chả. Một tô là bao nhiêu tiền vậy chị? Dạ bình thường là 30 nha. Tô bình thường là 30. Đây là tô 30 đi chị ha. Dạ. Tô mắc nhất ở đây là bao nhiêu chị? Dạ bình thường là 35 nghìn. Có người ăn 40-45 nghìn cũng có nữa. 40-45. Dạ. Đến trưa không thấy giờ. Đầy đủ không xương không giờ. Quán này bán từ trưa rồi các bạn ạ. Nhưng mà cái giờ này là cái giờ mọi người đi làm về này. Học sinh cũng tan trường này. Ở đây là ngay cổng trường đại học đó chị nhỉ? Dạ. Đây. Tô này là 35 hả chị? 30. 30. Cái này là mình chỉ nấu một nồi rồi bán hết là thôi chứ đâu có chăm thêm. Dạ đúng rồi, không có chăm. Chăm là không có ngon. Cái lát thịt ở đây sắt rất là to nha các bạn. Thịt này là mình ăn đó, nó vừa có mỡ vừa có nạc luôn này. Đúng rồi, nó mềm, có bị khô đúng không chị? Riêu cua chị ha. Đúng rồi. Đúng cái mùi đặc trưng của món bún riêu Sài Gòn các bạn ạ, rất là thơm ngon luôn. Rồi, cái nồi nước lèo phải nói là cực kỳ khủng các bạn ơi. Có thịt trong này không chị? Không, không có hợp. Chỉ toàn bộ là riêu cua thôi. Ồ. Bỏ một hai trứng vô cho nó sạch lại vậy thôi. À. Thêm một vài trái trứng vào cái riêu cua này các bạn ạ. Đây mới là cái riêu cua mình thích này. Nó có cái độ thơm ngon nguyên chất của cái gạch cua các bạn ơi. Cái này là giò không hả chị? Đây à, giò. Hỏi có ăn kêu không là được rồi. Để không có ăn. Ở đây bán rất là nhiều giò heo nhưng mà chứng tỏ là mọi người thích ăn cái món giò heo ở quán này các bạn ơi. Đây. Thêm chút riêu cua nguyên chất mà. Lấy miếng chả ra. Đúng rồi, tô này thịt nạc. Dạ, xương. Xương hả? Xương.
Các bạn nhìn cái miếng thịt nạc ở đây cực kỳ chất lượng nhé mà. Có một xíu da, một xíu mỡ nữa. Cái nạc nó sẽ không bị khô. Tô này là bao nhiêu đi chị? Dạ tô này 30. 30 ngàn. Đây. Tô này là bình thường. Hình như ở đây là bún riêu mình không có ốc gì nhỉ? Dạ đúng rồi, không có ốc, ốc ít có người ăn á. À ít người ăn ốc. Dạ đúng rồi. Có cua, có đòi heo, dạ. Có đậu hũ, có huyết nhưng mà không có ốc nha các bạn. Cái nồi này là chị bán từ 12 rưỡi trưa. Dạ. Khoảng 7-8 giờ tối là hết nha các bạn. Bán một nồi duy nhất thôi. Nồi khổng lồ. Chuẩn bịch bún lên về. Thêm một bịch bún riêng nữa nha. Thêm bịch riêng nữa đúng không? Ờ, thêm bún riêng á. Đây có cả mì gói này hay chị? Mì gói. Tô này là bao nhiêu tiền đấy chị? Hai gói về 35 ngàn. 35 ngàn. Mì đó hai gói. Còn hai bát mì. Đúng rồi. Ồ, nhìn chất lượng quá. Thơm này đó, cái nước lèo đây rất là thơm nha các bạn. Dạ giờ này. Khách này ăn rồi nạt các bạn. Tô này là bao nhiêu chị? Dạ 35 ngàn. 35 ngàn. Đây. Những cái khoanh giò ngon thật đấy. Chị thắc lát thịt cũng bao hả? Thì tôm cuốn riêu rất là hấp dẫn luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi để thưởng thức luôn nha. Tự đứng đây quay thì rất là thèm rồi. À, chị chúng ta xong cho em gọi hai tô đầy đủ lấy giò nạc. Với lại là đang đói nên là mình sẽ kêu thêm một tô topping nữa các bạn. Đặc biệt là topping này là sẽ kêu thêm cái phần riêu cua nguyên chất này nữa. Ở đây có một cái món mình rất là thích ở trong cái món bún riêu luôn, đó là món đậu hũ. Mình sẽ gọi một cái tô thêm mà có nhiều đậu hũ các bạn ạ. Ừ. Quán nhà mình là bán được bao nhiêu năm rồi chị? Dạ tầm mới có 1 năm mà. Mới có 1 năm? Dạ. Mà số lượng rất là nhiều và cực kỳ đông khách nha các bạn. Đây là hai tô của mình đây. Ngoài giò heo thì ở đây còn là món xương này các bạn. Mình sẽ kêu cái tô đồ thêm mà có xương, có đậu hũ, có huyết. Đấy, đây là giò nạc này. Tô này là bao nhiêu chị? Dạ 35 ngàn. 35 ngàn, đầy đủ hết các bạn. Nồi nước lèo của chị phải nói là quá khủng. Nồi này phải tầm 100 lít các bạn. Xương này ha. Dạ. Rồi, này cua ha. Thêm chữ cua. À, chị cho em nhiều đậu hũ nha. Rồi. Đậu hũ này nhìn ngon lắm các bạn ạ. Chén thêm như này là bao nhiêu tiền chị? Chén thêm này là 30 ngàn. 30 ngàn. Cua nhiều, chứ là dạ. Cục xương nữa. Quá chất lượng luôn. Ồ, cái mùi nước lèo này nó là cực kỳ hấp dẫn luôn đấy. Chắc quá cho nên là nó mắc tiền hơn một xíu đúng dạ, không? Dạ nó hơi mắc thôi. Đây là hai tô bún riêu của mình và bạn Diễm nha các bạn. Mỗi tô là 30 ngàn. Còn bên này là một tô đồ thêm nữa. Cũng là 30 ngàn rồi các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình mới gặp một cái xe bún riêu bình dân mà có cái hương vị mặc dù mình chưa ăn nhé các bạn, nhưng mà cái mùi nước lèo á cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình và bạn Diễm nha. Con
sự là một cái giá rất là bình dân luôn á. Và Diễm nghĩ là mọi người sẽ không thể nào mà chê được cái khoanh giò. Cái khoanh giò rất là to luôn. Đây, bây giờ là bữa giờ là mình ăn ăn ốc này, rồi ăn tôm cua rồi, rồi ăn bò giác vàng rồi. Thì hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức một cái món bún riêu. Bún riêu giò heo là một trong những cái món mà mình nghĩ là sẽ rất là được yêu thích, đặc biệt là ngồi trong không khí rất là vỉa hè đường phố Sài Gòn luôn. Bây giờ bạn Diễm ăn tô nào? Diễm ăn tô này nha. Tô này. Còn cái tô này là cái tô topping thêm. Chia đôi. Chia đôi. Cái topping thêm có cái gì nha? Cái này là cua. Cái này là rất là thơm luôn á, chia ra mỗi người một nửa nha. Để khỏi phải dành. Đó. Rồi cái này là còn có đậu hũ nè, Diễm sẽ xin hai miếng cho vô tô để cho các bạn thấy nó đầy đủ. Còn cái này là một cái khoanh, cái này là xương á, mà xương có thịt nạc nè các bạn. Do mình review hơi khó nên là mình sẽ nhường bạn Diễm review cái phần xương này luôn nhé bạn, vừa xương vừa giò heo để các bạn xem cho rõ. Mình cảm ơn. Đây. Còn á, mình để vậy thôi. Nhưng mà các bạn mới thấy là cái tô này Diễm thấy 30.000. Này. Một cái khoanh giò phải nói là rất là to luôn nha. Rồi ở dưới đây là bún. Đây. Bên cạnh là hai chén mắm tôm nha bạn. Một cái nguyên liệu đồ chấm mà không thể thiếu khi mình ăn món bún riêu được. Diễm vừa hỏi cái là cái mắm tôm này là nguyên chất hay như thế nào, thì cái chị chủ quán chị nói là đã nấu rồi. Đó, đã nấu rồi thì mình chỉ cần cho một xíu chanh, một xíu ớt vào nữa là được nha các bạn. Mà ăn bún riêu đặc biệt là phải cho cái mắm tôm này vào. Đấy, Diễm sẽ cho một xíu vào nha. Ở trong này là Diễm đã nặng chanh vô luôn rồi đó. Trời ơi. Chị chủ quán có nói bạn Diễm là cái mắm tôm này đã nấu rồi à? Đúng rồi, chị nói là đã nấu rồi. Ui, da heo. Da heo này. Đó, đi ăn bún riêu mà có cái da heo rất là ngon. Dạ, em cảm ơn chị nha. Đây là một cái dĩa rau nhé bạn. Thường thường thì bọn mình ít bỏ rau lắm. Tại vì bỏ vào nó hơi nhạt cái tô bún đi. Đúng rồi. Tuy nhiên là tùy sở thích từng người nhé bạn. Đa số mọi người đều ăn rau thôi. Nhưng mà riêng đối với mình thì mình hay sợ nhạt cái nước lèo. Diễm thì chỉ có một cái lý do duy nhất mà Diễm hôm nay không bỏ rau vào. Tô của Diễm đầy topping quá. Diễm chỉ cho một xíu lá thơm vào thôi. Nhưng mà thật sự là các bạn coi này. Trời ơi, quá trời luôn, cà chua này. Ở dưới đây là cái riêu cua. Rồi còn huyết nữa. Đậu hũ. Rồi 30.000 không chỉ một cái khoanh giò đâu nha. Mà còn một miếng chả này. Cái này thì cũng bé bé thôi. Tại vì 30.000 thì mình không thể nào mà đòi hỏi nhiều hơn được. Đó. Diễm xin phép mời các bạn nha. Sẽ thử một miếng nước lèo. Mời cả nhà. Cho mắm tôm vào thì nó là thật sự rất là đậm đà luôn á. Cái này là các bạn có thể cho thêm chanh cũng được, nhưng mà Diễm tại vì chanh là Diễm đã bỏ trong cái mắm tôm rồi, cho nên là mình cảm thấy nó vừa rồi, nên là mình sẽ không có nặng chanh nữa. Giờ làm luôn miếng đậu hũ nha. Rồi các bạn nha. Đậu hũ này mình nghĩ là anh Dũng sẽ thích, tại vì nó không có bị rỗng cái ruột ở bên trong, mà nó còn cái phần đậu khá là nhiều, nên là mình ăn cái miếng đậu hũ rất là béo. Ở đây sẽ có mọi người phải chấp nhận một cái điều là ở đây sẽ có những vị khách không mời mà tới, là tại vì có cái mùi mắm tôm, nên là thi thoảng mọi người sẽ thấy là vài con ruồi nó bay ngang á. Quán bún riêu thì mình không thể tránh ruồi được các bạn ạ. Có một cái điều là mình ăn cái nước lèo này, nước lèo rất là ngon, đậm đà. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cho rau vào ấy, thì theo quan điểm của Diễm thôi nha, thì mọi người cứ nhờ là trụng cái rau này mình cho vào, thì với cái nước lèo này nó sẽ vừa luôn. Chứ còn nếu mà nước này mà mình cho vào thì có khả năng là nó sẽ làm nguội bớt đi cái nước lèo, thì nó sẽ mất ngon. Đậu hũ này, ăn hết miếng đậu hũ này làm miếng cho heo thì chứ thật sự là thấy miếng cho heo là thèm lắm rồi. Quên nói với các bạn là cái tô này là cực kỳ thơm mùi riêu cua luôn. Mình riêu cua cho sẵn trong tô thêm một cái, rồi Diễm lại còn kêu thêm nữa, cho nên là nó tan chảy ở trong cái nước này, nó làm rất là ngon. Mình nghĩ nếu mà sức ăn các bạn có thể là đang đói hoặc là ăn mạnh mạnh một chút đó, thì kêu một tô 30.000
kèm với một cái tô đồ thêm nữa thì cái bữa ăn của mình nó sẽ cực kỳ đậm đà và ngon luôn các bạn, tại vì có thêm những cái topping khác nữa. Rồi, miếng nho heo của Diễm này. Chị hấp khá là khéo các bạn. Mềm tơ nhưng không phải là mềm rục. Mềm mà mình ăn cảm giác nó vẫn còn hơi cảm nhận được cái độ ngọt của thịt, nhưng mà nó kiểu là không phải là nó quá rục á. Cái Diễm ăn thử một miếng da nè. Trời ơi. Ồ, da này. Cái phần da này, cái màu này á, là mọi người yên tâm nha, màu này là màu dầu điều á, nên là người ta làm cho nó đẹp hơn thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Ăn cái này là hơi bị nhiều calo luôn á. Ui chà. Bữa giờ thì bạn Diễm đã rất là tích cực tập thể dục để ăn nhiều mà không bị mập các bạn. Có nhiều khán giả kênh mình hỏi là tại sao bạn Diễm ăn nhiều mà không mập. Mình nhân đây mình chia sẻ luôn là một ngày mình và Diễm chỉ ăn 2 bữa chính thôi, và tập thể dục nữa và làm việc rất là nhiều, nên là nó cũng sẽ tiêu hao năng lượng, mình đỡ bị mập hơn. Chả quá à. Cái đũa này mình thấy nó cứ vướng víu sao đâu á, nên là cầm tay ăn luôn cho nhanh. Đó, rồi các bạn nha. Ăn rồi heo mà cầm đũa hơi khó các bạn. Điểm 10 cho cách hầm giò heo luôn. Gân là mềm luôn rồi. Chị ăn thù dĩ nữa sao chị? Con nhưng mà chỉ có một cái là nếu mà em thấy là cho rau vào thì là trục á, trục rau thẳng cho vào nó sẽ vừa nhiều. Dạ. Tôi sợ nó mùi á. Dạ. Nhưng mà ngon vậy quá, chị hầm giò heo ngon quá. Nó không có bị trục quá mà ăn nó vẫn còn giòn. Dạ. Dạ. Em cảm ơn nha. Giá 30.000 quá hợp lý luôn. Chị chủ quán phải nói là rất là dễ thương luôn. Cũng đang làm nhưng mà cũng lại hỏi xem là mình và Diễm ăn có cảm nhận như nào. Mình thì chưa được ăn các bạn ạ, nhưng mà về phần mùi thôi mình đã thấy rất là ưng rồi. Thật sự là một cái phần giò rất là to các bạn ạ. Này hình như có cả tủy nữa bạn Diễm à. Đúng rồi, một xíu tủy thôi. Mời các bạn nha. Ngon quá. Diễm nghĩ rằng á, kêu một tô 30.000 á, mà ai thích giò heo kêu thêm một cái nữa ăn. Gọi là chén đồ thêm nữa các bạn. Đúng rồi. Diễm thấy giò heo ở đây ngon quá. Lúc nãy mình cũng có khuyên các bạn là nên kêu thêm một chén đồ thêm, tại vì trong cái tô 30.000 thì mọi thứ nó cũng chỉ vừa đủ thôi. Đối với các bạn nam thì mình nghĩ là sẽ hơi thiếu một chút, nhưng mà đối với các bạn nữ thì mình nghĩ là một tô 30.000 là no nê. Diễm là vẫn nãy là vẫn chưa kêu thêm tới pin. Nhưng mà 30.000 á, thật sự là chủ yếu của một tô 30.000 đó là một cái khoanh giò, hoặc là giò nạc hoặc là giò gân. Nhưng mà người ta vẫn cho thêm đậu hũ này rồi bún rất là nhiều các bạn. Da heo rồi cả chả nữa các bạn. À, khoanh này là khoanh gọi thêm nha các bạn. Còn cái miếng da heo này á, là cái miếng mà ở trong tô bún riêu. Giò heo thật đó, nhanh đó, giòn giòn, không có mềm quá. Đây, Diễm làm một miếng bún nữa là mình sẽ ăn cái... Diễm vẫn còn một khoanh giò này, ý một miếng xương đầy thịt luôn rồi các bạn. Đây, đây là cái riêu cua này. Nước phải nói là rất là đậm đà luôn á. Ăn ngày ăn hai miếng, một miếng giò này còn miếng giò gân nãy giờ, là tối nay về tập thể dục hơi bị mệt đấy các bạn ạ. Chứ không phải ăn vậy là sung sướng đâu. Đây mời các bạn. Nhưng mà ngay lúc này là ngon quá thì mình cứ ăn thôi. Rồi cái chuyện mà giảm cân là lại tính sao. Mời các bạn nha. Phải nói là cái cách mà chị hầm ở đây á, nó với bạn thân Diệm là thấy là rất là vừa ăn luôn. Mềm nhưng không có kiểu là mềm tơi nát ra,
mình phải vẫn cứ nhai nhai rồi mình sẽ cảm nhận được cái độ ngọt của thịt đó. Có thể dễ dàng gỡ ra. Bây giờ bạn Diễm ăn xong cái miếng xương này thì mình sẽ tranh thủ mình review tô của mình, nhưng mà mình cũng rất là đói rồi và thèm nữa. Hết rồi, mà nói là quán bình dân mà rất là chất lượng luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ review cái tô của mình nhé các bạn. Tô này là tô hai lớp các bạn, tô inox nên là cũng giữ nhiệt được. Bây giờ cũng đang còn ấm ấm bên ngoài này các bạn này, thì bên trong nó vẫn nóng nha. Còn đây là tô đồ thêm. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây là tô của mình nhé các bạn. Trong này có đậu hũ. Đó. 3 miếng đậu hũ nhé các bạn. Chả này. Hồi nãy mình không thấy bạn Diễm review huyết thì không biết là miếng huyết đâu rồi. Đây là miếng huyết của mình. Đặc biệt là một nửa muỗng riêu cua nguyên chất nhé các bạn. Bây giờ chắc là mình húp luôn đây. Mời các bạn nha. Ngồi nó béo. Quá ngon các bạn. Còn đây là miếng giò heo này. Đó. Giò này gọi là giò nạc nhé các bạn. Một miếng da heo. Bún riêu cua mà có da heo là cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Còn bên này là cái chén đồ thêm mà hồi nãy mình kêu á. Có rất là nhiều gạch cua nhé các bạn. Đây, riêu cua á. Mình sẽ bỏ thêm đậu hũ vào đây. Mời các bạn nha. Mình sẽ nếm nước lèo luôn. Nước lèo rất là đậm đà các bạn. Và thơm, cái hương vị hương thơm đặc trưng của món riêu, bún riêu cua luôn. Chỉ với 30 ngàn một cái tô như này thì mình rất là ưng các bạn ạ. Mời các bạn nha. Giờ mình sẽ ăn miếng đậu hũ. Ngon quá. Quá tuyệt vời, miếng đậu hũ này nó béo các bạn. Vì ở bên trong nó vẫn rất là đầy. Người ta không có chiên nó giòn mà chỉ vàng bên ngoài thôi, bên trong nó còn cái đậu hũ cũ ạ. Nó không bị phồng lên. Nên là ăn nó béo. Mình thì rất là thích kiểu chiên đậu hũ này. Diễm đang cầm máy quay nha các bạn. Và Diễm cố gắng quay đẹp nha. Ngon quá các bạn ơi. Đây là miếng da này. Da heo nó còn hơi giòn giòn một chút, không phải là quá mềm đâu. Đây là miếng giò heo của mình này. Các bạn thấy chất lượng không? Một tô 30 ngàn là mình đã có một cái khoanh giò khổng lồ thế này rồi. Mời các bạn nha. Cái khoanh giò mình gắp một cái đũa mà nặng cả đũa luôn các bạn ơi. Ngon quá. Vừa mềm, vừa béo, vừa thơm, vừa ngọt. Có cả thịt nạc lẫn cái da heo bên ngoài các bạn đây này. Đây. Mắm tôm rất là vừa nhé bạn, chị đã pha rồi. Da mềm. Khách rất là đông các bạn. Đúng rồi, khách ra vào liên tục các bạn. Giá bình dân mà, bán vỉa hè đường phố Sài Gòn các bạn. Mình ngồi đây mình ăn, mình cảm nhận được cái không khí đường phố Sài Gòn. Xe cộ chạy tấp nập. Có nhiều bạn thì sẽ nói là nó bụi, nhưng mà mình nghĩ là cái đặc trưng của ẩm thực đường phố Sài Gòn mà các bạn ơi. Mời các bạn nha. 30 ngàn thì chúng ta sẽ không thể nào mà đòi hỏi cao hơn các bạn ạ. Đây là miếng huyết mình vừa chấm mắm tôm, nhưng mà mình cảm giác là nó sẽ đàn hồi các bạn. Miếng huyết rất là mềm. Hơi dai nhẹ một xíu nhưng mà thơm béo. Chấm với mắm tôm là ngon tuyệt vời.
là cái máy quay mới này rất là nặng luôn các bạn ạ. Bạn Diễm chịu khó cầm máy quay nha, mình ăn xong miếng chả nên là kết thúc cái phần đánh giá của Phạm Dũng các bạn ạ. Thực ra thì mình nhiệm vụ quay phim là chủ yếu các bạn ơi. Mình ăn thì chỉ để chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình để các bạn cùng biết về hương vị của tô bún, của món ăn. Mình cảm giác là bạn Diễm rất là mỏi tay rồi. Rung tay rồi các bạn, Diễm đang dùng hết khả năng mà bình thường mình tập tạ đấy. Thì bây giờ mình đang vận dụng để cầm cái máy quay này nhưng mà rất là nặng luôn. À, nếu mà cái khung hình nó có hơi bị rung lắc một xíu thì mong là các bạn thông cảm nha. Tại vì Diễm thì cũng không có chuyên cầm máy quay á, nên là đôi khi cái khung hình nó cũng sẽ không có đẹp, không vừa ý các bạn, thì các bạn bỏ qua nha. Phải nói là nước lèo thơm ngon đậm đà, các nguyên liệu thì rất là ngon các bạn. Tô bún riêu này đối với mình là tuyệt vời rồi. Hy vọng là các bạn sẽ có dịp ghé ngang để ăn. Bây giờ mình tập trung mình ăn tiếp nhé bạn. Các bạn thấy là khách đang vào rất là đông này. Và cái giờ này cũng là giờ mọi người ghé vào ăn tối á. Bây giờ mình sẽ mua 5 tô mang về. Tại vì ở đây cũng gần nhà bố mẹ mình, nên là mình mua về để mẹ mình ăn luôn các bạn. Còn phải nấu cơm tối các bạn ơi. Bún riêu ngon quá chị ạ. Em 5 tô mang về nha. Em 5 tô đầy đủ mang về nha chị. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thì sau khi ăn xong thì em mới hiểu là tại sao khách ra vào tấp nập như vậy. À, cái món này là chị nấu hay là các chị còn lại nấu chị? Dạ mẹ. À mẹ chị nấu. Ồ. Nhưng mà mẹ cũng gọi là khá là trầm tính với chị ăn. Dạ. Nhưng mà nấu ngon. Anh ơi về lấy xương hay giò? Dạ. Về lấy xương hay giò? À, mình phải lấy một cái. À, tô không biết là mình có thể gọi thêm thịt nạc cũng được các bạn. Một tô mà vừa có giò vừa có thịt nạc thì bao nhiêu tiền chị hả? Vừa có giò vừa thịt nạc. Giò con đó. Giò con là 35 ạ? 35-40 tùy. À, 35-40. Là cái nồi bún riêu khổng lồ này do cô nấu rồi cô. Trời ơi ngon quá. Cô là người Sài Gòn hay ở tỉnh nào cô? Ở Tiền Giang. Tiền Giang. À, mà mới bán cái món này chị nói là hơn 1 năm chị nhỉ? Dạ. Hơn 1 năm mà khách đông như này là các bạn biết là hương vị như nào rồi. Địa chỉ ở đây là số bao nhiêu vậy chị? Dạ 120 Hồng Bàng á. 120 dạ. Đường Hòa Bình. Dạ đường Hòa Bình. Thì bán từ 12 giờ trưa nên là các bạn có thể tới đây để ăn trưa nha. Đây là những cái tô 30 hết đấy chị ha. Cái này 2 tô bình thường đúng không? Là 30 đấy chị nhỉ? Dạ. Có giò, có chả, có riêu cua. Dạ thì lần sau mình trở lại mình sẽ gọi một tô mà trong tủ. Nãy quên nói chị là tô trong tủ có gì gọi hết. Tại vì Diễm cũng thích thịt nạc. Đúng rồi. Hôm nay hơi thiếu sót một chút các bạn. Cái miếng thịt nạc này nhìn rất là ngon nhưng mà trong tô mình không có. Trễ nhất là mấy giờ mình bán hết chị? Dạ trễ nhất là tầm 9 giờ 9 rưỡi ha. Dạ. Còn hôm sớm nhất là mấy giờ hết chị? 7-8 giờ. 7-8 giờ. Dạ đúng rồi. Nói chung là trong khoảng 7-8-9 giờ tối là sẽ hết. Dạ. Thôi. Đây là tô 30 đi chị ha. Dạ đúng rồi, tô 30. Có thịt nạc luôn nè. Tại giò nhỏ quá phải cho thêm lát thịt. Mới 40 con. Rau rất là tươi ngon sạch sẽ nha bạn, nên là các bạn yên tâm. Rau bữa có ngâm muối nữa đó. Ngâm muối này đúng không chị? Mình nhìn cái này là mình biết rồi. Tươi sạch. Mặc dù bán buổi trưa nhưng mà không bị héo nha các bạn. Đúng như là hết đến đâu mình lên rau đến đó đúng không chị? Rồi lấy mấy cái này là cái gì đây? À, trong này có gì cho em hết chị ạ? Lấy dầu gân đi ha. Dạ. Tô dầu gân, tô dầu nè. Là đầy đủ 35 đi. Dạ. Một phần 35 đi. Là tô 35 đấy. Đúng rồi, dạ, phần 35 đi. 35 ngàn là có gì là bỏ hết rồi các bạn ạ. Còn ví dụ như mình ăn nhiều thêm nữa thì thêm tiền. Nhưng mà thường thường 30-35 thôi. Đúng rồi. Nó tặng giá của công nhân ấy. Toàn bộ cái nước lèo cũng như là nguyên liệu đây là chị chuẩn bị hết đấy. Là các con ra phụ bán thôi, chồng nữa. Trước đây là chị có bán ở Tiền Giang không chị? Hay là bán ở đâu khác không? Lúc bán có bông á. Bán có bông ở đây. À trước chị bán có bông ở đây. Nhưng mà bây giờ mới chuyển qua bán bún riêu. Hơn 1 năm. Mới bán có mấy tháng hả? À.
Hương vị đậm đà quá trời luôn rồi. Mấy phần rồi con? Đây hai bịch nữa nè, đủ chưa? Mình mua 5 phần bao về. Đúng rồi đó chị. Chị trẻ ghê. Nhìn chị còn trẻ quá. Bạn thấy không? Nếu mà chị bán bún riêu sớm thì mọi người đã có cái món ngon bình dân ăn sớm hơn rồi. Chị mới bán có mấy tháng à? Bông là bán chậm quá hay sao chị? Tại vì khó bán ha. Ở dạo này dịch đó, rồi cái nó bán hơi chậm đi, rồi cho nên là mà tính ra chị thấy bán này ổn hơn không? Thu nhập độ ổn đó cũng cực lắm, bán cái này mấy cực nhưng mà hơi tệ, có đồng ra đồng vô dễ hơn cái kia, nó chôn vốn rất là nhiều. À đúng rồi. Tại vì đó mình làm gấu bông á, mình chôn vốn nhiều lắm. Có lễ này kia thì nó chạy đúng không? Gấu bông thì có thể không mua nhưng mà ăn thì ngày nào cũng ăn, nên là có thể là đông khách hơn rồi mình dễ có thu nhập hơn là bán gấu bông chị nhỉ? Ngày nào thì mình cũng có đồng ra đồng vô dễ hơn. Tô này tô em bé hả chị? Tô rồi đó. À. Đúng rồi. Hôm nay em tính 2 tô bốn người có cho con. Đây. Đây là nước lèo mang về của mình đó các bạn ạ. Tại rau sống em cho nhiều nước xíu. Dạ. Về có hâm lại nha. Cái này về em sẽ bỏ vào nồi em hâm. Dạ. Lại. Cái nồi này là nồi mình mua lúc mua là bao nhiêu lít vậy chị? 150 lít đó chị. 150 lít cái nồi này. À nồi lớn. Nồi lớn. Là một ngày là một nồi này hả? Dạ đúng rồi. Bán duy nhất một nồi thôi. Không có châm nước lên nữa mà chứ mà. Một ngày 150 lít nước lèo, trời ơi. Khủng khiếp thật sự luôn á. Hết là thôi. Hết là thôi. Không có ngon. Ba chục hết hay gì mà. Bữa nay chị đang có mắm tôm mà bịch cho khách mua mang về các bạn. Thơm cực kỳ luôn. Mắm này nhà nấu á. Nhà nấu lên này chị. Giống như mình chưng nó chín lên một lần nữa đó chị. Đúng rồi, chứ không có để vậy bán. Dạ. Chúng là ngồi chờ chị này kia thì mới biết là cái hương vị này thật ra là chị mới nấu có vài tháng thôi. Chị nói là cũng chia sẻ thật với là chị bán gấu bông nó cũng chậm nên là chị mới chuyển sang đây ăn uống, mà chị hơi bất ngờ là cái thời gian bán nó cũng không quá lâu nhưng mà khách thì rất là nhiều luôn, khách ra vào liên tục luôn các bạn. Cho nên là chị nghĩ rằng nếu mà bạn nào mà yêu thích một cái món hương vị bún riêu mà đặc biệt là có giò heo nha, thì có dịp đến đây thử xem là các bạn có yêu thích không. Nhưng mà với dịp là dịp hôm nay thật sự rất là hài lòng luôn ấy. Mình cũng rất vui khi cùng với các bạn ghé ăn cái quán này. Nếu như mà các bạn có dịp đi ngang đây thì mình chỉ cần bỏ ra 30 ngàn thôi thì sẽ được thưởng thức một cái tô bún riêu rất là thơm ngon, đặc trưng, hương vị của bún riêu Sài Gòn. Còn không thì mình xem clip trên kênh mình để giải trí nha các bạn. Bây giờ thì mình cũng xin được phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha.